Chào các bác nhé. Đây là những bộ đồ quần áo bắt ong rừng. Thì ở thời điểm này các bác đang chuẩn bị đi bắt ong rừng rất chi là nhiều. Thì bên cơ sở em có rất nhiều mẫu đồ bắt ong rừng nhé. Thì đây là ba cái mẫu phổ thông mà đang được các bác sử dụng nhiều nhất. Thì em sẽ bỏ từng bộ ra để các bác có tham khảo. Đây là cái bộ đầu tiên, là cái bộ cao cấp này. Cái bộ này thì hết khá lâu rồi. Bộ này nếu như các bác mà đi bắt ong rừng vụ năm ngoái rồi thì chắc các bác thì không biết qua những cái chất liệu của bộ quần áo. Đây là cái bộ đầu tiên, là cái bộ thủ công này, một cái bộ cao cấp nhất trong cái dòng quần áo bắt ong rừng nhá. Cái này thì được may tay, chất liệu thì vải bò, một cái chất vải an toàn tuyệt đối đối với các bác đi bắt ong rừng nhá. Với tất cả những bộ đồ quần áo bắt ong rừng thì riêng có cái bộ vải bò này là các bác trèo cây dễ nhất này. Còn những cái bộ cao su ấy, nó rất chi là tốt nhưng mà thích hợp với các bác bắt ong đất, ong ở dưới thấp thôi. Đấy thì đây là một bộ bò, một bộ đồ thủ công. Năm ngoái em đã gửi cho các bác cũng rất nhiều rồi đấy. Thì năm nay các bác mà đang chuẩn bị đi bắt ong rừng mà đang cần cái mẫu cao cấp hay là mẫu giàn di, mẫu quạt, bên em đều đầy đủ nhá. Với cái bộ đồ này thì bên em đầy đủ size, đầy đủ kích cỡ để cho các bác đi bắt ong nhá. Một đôi găng tay an toàn tuyệt đối này, ủng liền, găng tay liền. Thì với cái bộ đồ bắt ong rừng bằng vải bò này nhá, thì đi theo là nó không có cái gì cả. Đấy, khi các bác đi bắt thì đội thêm mũ. Còn những cái bộ như giàn di kia thì nó có mũ đi cùng. Nhưng với đây cái bộ này là bộ cao cấp nhất nhé. Đấy, cái dòng vải này, dòng vải này thì không một con ong mà có thể chích qua cái chất vải thì được, vô cùng là dày, chắc chắn. Đấy. Thì cái lượt kéo khóa của nó đây này các bác này. Với cái áo này kéo khóa nằm ở giữa nhé, cái đường dính của nó này. Khóa rất chắc chắn. Với bộ đồ bắt ong rừng như này thì bên em nhận ship trên toàn quốc nhé. Các bác ở đâu chỉ cần để lại số điện thoại và địa chỉ thôi, em đã gửi đến tận nhà các bác. Đây là các bác nhìn cái đường may của nó đây. Đây là ô thoáng nhá, ô thoáng lưng này. Đấy, còn đây là cái lưới chắn ở trên mặt này. Cái này thì nó có cái kính luôn như thế này nhá, phòng chống ong đái vào mắt. Đây là cái phần độ thoáng. Mà cái bộ này thì rất chi là dễ. Cái bộ này thì nó nhẹ nhàng hơn những cái bộ kia, chắc chắn. Đây là bộ cao cấp nhất nhé. Đây các bác nhà mình mà đang cần bộ số bao nhiêu chỉ cần báo cho em cân nặng và số ủng này, sẽ gửi đúng cái bộ mà các bác mặc vừa nhé. Đây là bộ bò thủ công này. Tiếp theo là bộ quạt này, bộ cao cấp thứ hai này. Bộ này thì có quạt nhé, chạy bằng pin dự phòng này. Chất liệu rất chi là đẹp. Lần này thì chất liệu da mềm mại đẹp quá. Đây nha các bác nhé. Tất cả những cái bộ này hôm nay em giới thiệu tới các bác là đều ủng liền, găng tay liền, và đảm bảo với các bác là an toàn tuyệt đối khi đi bắt ong rừng. Với những cái bộ này thì em đủ kích cỡ các size nhé. Đây như các bác nhìn cái bộ này, chất da của nó đây vô cùng là đẹp nhá. Đấy, có một tấm kính lên trước mặt này. Với cái dòng bộ da đen này thì nó sẽ có quạt nhá, quạt trên đỉnh đầu này, quạt hai bên người này, đều có hết. Mà chất liệu là giả da nhưng mà sờ rất chi là mềm và đẹp. Đấy. Em đã mở cái đường khóa này ra, rất chi là chắc chắn. Trước tiên là thử xem cho các bác xem cái chất ở bên trong nó như thế nào. Cái đường khóa của nó thì sẽ lên trên phần đầu như này nhé. Cái này kéo khóa từ dưới lên rồi. Chất liệu rất chi là đẹp. Hẹn các bác một cái video sau thì em sẽ nhờ về mẫu mặc để các bác được tham khảo nhé. Hôm nay thì hàng mới về em chỉ chi tiết một chút như thế này thôi. Bởi vì với các bác mà đã đi bắt rồi thì các bác biết, chỉ cần nhìn chất thôi. Ba cái bộ dòng này là dòng phổ thông nhất. Bộ này lần này rất chi là cao cấp. Bên ngoài là da nhé, bên trong thì là vải, kiểu như là vải trắng một lượt da bên ngoài đây các bạn. Cái da bên ngoài rất chi là mịn. Đây là lượt bên trong của bộ áo có quạt nhá. Lần này đẹp quá các bạn, đẹp hơn những lần trước rất chi là nhiều. Cái này nó chắc có dính đấy, tháo ra còn khó cơ. Ở đây này các bác này, nó có một cái quạt rất to ở đằng sau lưng đây nhá. Đây là cái quạt to nhất ở phía sau lưng này, giúp các bác khi mặc đi bắt ong nó sẽ thoáng mát nhé. Bởi vì với tất cả những cái mẫu này là mặc vào là nó mùa hè nó hơi nóng, thật sự nó hơi nóng. Chất da này, Và cái bộ này nó rất nhiều ô thoáng nhá. Đây, ô thoáng trước, ô thoáng sau. Rất nhiều ô thoáng, ổng liền này. Ổng liền nhá, đây là cỡ 42. Một cái mẫu phổ thông mà đang được các bác sử dụng nhiều nhất 42. Dành cho các bác 60 cân, 65 cân mặc vừa. Đấy, ổng liền nhá, găng tay liền. Đi kèm theo thì được tặng một đôi găng tay này các em. Được một đôi găng tay nhé. Một kính này. Đấy. Một khẩu trang này. Đấy, với cái bộ có quạt này thì có khẩu trang và găng tay và một cái kính đi theo nhé. Đã chất xịn này, được tặng rất chi là nhiều món đồ. Và với cái áo này nhé, em cũng nói luôn là khi các bác mua là nó không có pin dự phòng đi theo. Với các bác đi rừng thì chắc chắn là bác nào cũng có một cục pin. Các bác có thể sử dụng luôn vào chiếc áo bắt ong rừng này. Chất rất chi là ok và đẹp, như các bác nhìn thực tế đây. Đấy thì đây là hai cái mẫu cao cấp nhá, dành cho các bác đi bắt ong rừng. Ở thời điểm này em thấy các bác đang chuẩn bị dục dịch đi bắt rất chi là nhiều rồi. Đấy, các bác mà cần những cái mẫu quần áo bắt ong rừng này thì hãy liên hệ tới bên em để đặt những cái sản phẩm tốt nhất nhá, giá sẽ ưu đãi nhất. Đấy, và tiếp theo là bộ dàn jean. Bộ dàn jean này thì bộ phổ thông quen thuộc, shop em đã gửi cho các bác số lượng rất là nhiều. Đấy, ship trên toàn đất nước thôi, bao ship các bác luôn nhé. Tất cả những bộ quần áo này sẽ bao ship các bác luôn. Đi cùng riêng cái bộ dàn jean này sẽ có một mũ bảo hộ này, khẩu trang này, găng tay này và kính nhá. Đầy đủ hết trong một bộ dàn jean này. Bộ dàn jean này bên em đủ các kích cỡ nhá, từ to tới nhỏ đủ hết. Kính này. Đấy thì đây là bộ dàn jean này. Chất liệu này. Hẹn các bác một cái video sau mình sẽ mặc thử luôn nhé. Hôm nay đang nóng quá em chỉ giới thiệu qua một chút thôi, bởi vì hàng vừa mới về xong. Tất cả là đều là ống liền, găng tay liền hết nhá. Chất liệu này. Đấy, bởi vì bên shop là bên chuyên cung cấp số lượng nhiều, nên khi các bác đặt thì sẽ yên tâm về sản phẩm cũng như là chất lượng nhá. Giá thì lúc nào cũng tốt nhất trên thị trường để gửi tới các bác. Đấy, các bác quan tâm thì hãy alo trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0869054295. Đó là số điện thoại chính của bên em chuyên cung cấp những cái bộ đồ bắt ong rừng này gửi tới các bác. Một cái video ngắn thì em xin kết thúc ở đây nhé. Các bác quan tâm đừng quên ấn vào like, chuông và đăng ký ủng hộ kênh. Mỗi lần em làm video các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ạ.